Chào bạn, mình là Ân Thành. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để nói về cái Mocha Pro 2019 vừa mới ra mắt. Thì mình sẽ phân tích được những cái điểm mới trong Mocha 2019 để cho các bạn có thể nắm được cái kỹ năng và có thể vận dụng cái Mocha Pro 2019 để làm việc cho nó hiệu quả nha. Thì trên tay của mình hiện giờ đang có hai bản, đó là bản 5.6 Mocha Pro là bản cũ và bản 2019 Mocha Pro 2019. Thì mình sẽ phân tích được cái mới trong hai cái version này. Đầu tiên là đây là cái bản cũ thì cái giao diện nó cũng giống như xưa, nó vẫn bình thường. Ở đây là thanh công cụ, ở đây là cái vùng layer mình làm việc. Ví dụ khi mình tạo một cái kích vào đây để mà tạo một cái layer mới thì nó sẽ hiện layer bên đây, đúng không? Và đây là những cái tính năng để chúng ta có thể check camera và insert remove làm fit. Đó, đây là cái bản Mocha cũ. Còn đây là mình qua chế độ Mocha Pro 2019 thì nó có những tính năng gì thì mình xin giới thiệu các bạn trong bài ngày hôm nay. Thứ nhất là trong cái Mocha Pro 2019 của chúng ta hiện nay là nó sẽ có 4 cái giao diện để chúng ta làm việc. Cái giao diện đầu mình đang ở đây là giao diện rotor, thì nó chỉ đặc trưng về rotor thôi. Nó không có cái những cái bản giống như là parameter này để cho mình rối lắm. Đó, nó chỉ tập trung vào một cái khu vực này thôi. Đó, chúng ta sử dụng trục giữa, đè trục giữa để mà di chuyển cái màn hình này. Cũng giống như bên kia thì các cái chức năng của y chang, ví dụ phim tắt Ctrl L để tạo một cái mắt mới, đó layer bên đây. Đó, hệ thống nó cũng y chang bên kia, nhưng mà cái vùng làm việc thì nó có cho mình 4 vùng làm việc. Thì bây giờ mình sẽ đi vào 4 vùng làm việc của Mocha Pro 2019 như thế nào. Thứ nhất là Essential thì mình sẽ đi 4 cái Classic và Big và cái Rotor. Rồi, như vậy khi mình đi một vòng 4 cái giao diện làm việc thì mình thấy là cái mục là Classic là nó trở về cái chế độ cũ gần giống như cái phiên bản 5.6 này. Rồi, thấy không? Đó là gồm một bên là gồm các thông số, nó ưu tiên cho dành cho những cái bạn mà quen bên 5.6 đưa vào bên đây. Nhưng mà nó có mạnh hơn một chút xíu nữa là, nhưng mà thay vì ở bên đây nha, nếu như các bạn muốn cái vùng làm việc nó thoải mái thì ý mình, các bạn phải tắt những cái này đi, đúng không? Tắt những cái này đi rồi các bạn vào view này, các bạn chọn parameter trở lại, nó hiện ra. Thì thao tác như vậy thì cái bản 2019 này nó cập nhật hơn chúng ta, có nghĩa là hệ thống nó đã được lưu sẵn. Ví dụ như các bạn muốn cho nó rộng, các bạn có thể chọn rotor không, đúng không? Hoặc các bạn muốn chọn lớn, các bạn có thể chọn là big. Bự đây không làm việc bự, chúng ta chỉ có làm việc với mát thôi, hiểu chưa? Hoặc là chúng ta muốn chế độ làm việc như cũ, các bạn có thể chọn classic là bình thường, và chế độ làm việc essential đây, cơ bản nhất là đây, đúng chưa? Như vậy thì điểm mới của Mocha Pro là nó sẽ thuận lợi cho ta 4 cái giao diện để là chúng ta làm việc. Rồi, cái điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến là một cái tính năng khá là, hồi trước đây ở bên Apple Fest chúng ta dùng Mac, đúng không? Chúng ta đây là cũng là tính năng giống như Mocha này, đúng chưa? Đó. Rồi, một tính năng nữa là chúng ta có thể kẻ được cái ô vuông này, kẻ được hình tròn này chẳng hạn. Đó, thì trong cái bản cũ 5.6 Mocha thì chúng ta rất khó để làm được điều đó. Chúng ta, nếu chúng ta muốn vẽ cái hình chữ nhật thì chúng ta phải vẽ như thế này. Đó, chúng ta phải vẽ như thế này rồi, xong rồi chúng ta nhấn Ctrl A và rút những cái điểm này ra, đúng chưa? Căng lại làm sao cho nó ra hình chữ nhật. Đó, đúng chưa? Còn bây giờ á, thì trong cái bản Mocha 2019 như thế này đây, thì nó có một cái tính năng nữa, đó là chúng nó cho phép chúng ta vẽ sẵn những cái hình chữ nhật hoặc là vẽ sẵn những cái hình tròn. Đây, hình tròn. Đó, chúng ta đè shift thì nó sẽ ra hình tròn, mà nếu chúng ta không đè shift thì nó sẽ ra ellipse. Tương tự như vậy thì đối với hình vuông thì chúng ta sẽ đè shift thì nó sẽ ra hình vuông, mà nếu chúng ta không đè shift thì nó sẽ ra hình chữ nhật, đúng chưa? Đó là một cái tính năng mới mà chúng ta đáng ghi nhận của cái bản Mocha Pro 2019 này. Vừa đi sâu vào tính năng nè, ở trong những cái thanh này thì chúng ta cũng mặc định giống như bên này. Đây, cái bút là dùng để vẽ cái mát. Những cái bản Rectangle, Tool, Ellipse, Tool, Star Tool là những cái mát mà được lập trình sẵn tới hình dạng. Thì cái cấu trúc này được viết giống như bên After Effects luôn. Đây, giống như bên After Effects luôn, có nghĩa là sao? Thứ nhất cái bút, và cái bút mình phân tích trước cái bút. Đó, các bạn bút, cái bút vẽ nè. Rồi,
trong cái book này nó sẽ có hai loại book, đó là cái book X và cái book B, đúng không? Bây giờ mình phân tích cái book X trước. Bên trong cái book X đó, nó sẽ có một cái book X cộng. Thì mình sẽ phân tích các bạn là cái này thì bên này nó vẫn có nha, cái bên bản cũ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ mình sẽ phân tích cho bản mới. X là tạo ra một layer mang tên số 1 đi. Mình sẽ tạo một layer mang tên số 1, đúng chưa? Bây giờ mình muốn tạo một cái layer nữa mang tên số 2. Đó, nó không nhảy layer nha các bạn. Khi các bạn kích vào cái bút X và cái bút X cộng, có nghĩa là các bạn có thể vẽ rất nhiều mask, nhưng thực ra những nhiều mask đó nó nằm trong một layer số 1 thôi. Còn nếu như các bạn vẽ một layer như thế này, rồi tiếp tục các bạn vẽ tiếp một layer nữa, đấy, thì đó là nó nhảy layer khác rồi, hiểu không? Như vậy các bạn phải hiểu ra được cái quy luật là cái bút X và bút X cộng là dùng để vẽ mask, nhưng bút X cộng là có nghĩa là vẽ thêm mask nữa nhưng nó không để layer, rồi hiểu không? Cái thứ hai tương tự như B. Như vậy tại sao họ phân làm bút X và bút B? Thì nó chỉ khác nhau chỗ như thế này nè các bạn. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Cái bút B là cái ngòi, cái phần mà điều chỉnh nè. Mình sẽ chọn cái layer số 1, các bạn thấy không? Đây là sự điều chỉnh. Chọn cái layer chính nè. Đây. Đây là hệ thống điều chỉnh giống như bên After Effects. Đây. Đó, các bạn thấy không? Giống như bên After Effects này nó có hai cái ngòi, hai cái cánh hai bên. Đó, đây là điều chỉnh giống như bên After Effects. Rồi, và đây là điều chỉnh chỉ có một cái ngòi ở trên thôi. Như vậy là chúng ta phân biệt được là cái bút X là và bút B nó khác nhau bởi cái ngòi thôi. Và tính năng bút X cộng và bút B cộng nó giống nhau. Bút B cộng thì chúng ta vẽ nữa mà nó không để mát thôi. Hiểu chưa? Đó là cái tính năng của bút. Cái thứ hai nữa là một cái tính năng rất là mới là mình muốn giới thiệu trong cái bản Mojo Pro 2019 đây. Trước khi đó các bạn quan sát cái bản này. Cái bản này nó cũng có bút X này, bút X cộng này, bút B và bút B cộng. Nó đều nằm trong một thanh này chứ nó không được kết hợp sẵn như trong này. Qua bên bản Pro 2019 thì được kết hợp sẵn như bên này, đúng không? Rồi, còn bây giờ cái bút có cái hình cái 500 này cái tác dụng gì? Cái tác dụng đó là nó giống như Photoshop. Nó cho phép chúng ta hit cái vật thể của mình. Đây, ví dụ đây các bạn thấy không, đây là mình không bấm gì con chuột nha, các bạn như rơi con chuột thôi là tự động nó hít nè. Đó các bạn thấy không, rất là một tính năng cải tiến rất mình nghĩ là rất là hay của Mocha nè. Đó các bạn thấy nó hít nè, thấy chưa? Đến đây nếu có dấu hiệu mà nó hít yếu rồi các bạn kích cho ra một cái để nó tạo neo, kích cho ra một cái tạo neo, và đó khi mà nó có dấu hiệu thay đổi rồi kích cho đây đó, thì các bạn cứ thả cho nó hít tự hít thôi. Đó, đây là một tính năng mình nghĩ là rất là hợp lý, rất là hay của bên Mocha mới đây. Đó, ví dụ tới đây đi các bạn muốn tới đây đi kết thúc một cái chuỗi hít. Đó, các bạn tự động nó sẽ tạo ra cái phần mát cho mình. Trước đây ở phiên bản cũ 5.6 thì chúng ta rất là khó để mà muốn cắt một cái hình thể thì chúng ta phải làm bằng tay hết. Ví dụ như mình muốn cắt cái thân của nhân vật này thì mình sẽ cắt như thế này. Đây. Được chưa? Đó, mình sẽ cắt như thế này trước, mình cắt xong hết hình dạng, ví dụ mình cắt như thế này đúng không? Mình cắt cái phần này thôi thì xong hết rồi á, mình mới chỉnh lại. Đây, xong hết rồi mình mới chỉnh từng cái vị trí. Thì như vậy thì có thể là cái thời gian của mình nó sẽ lâu hơn. Còn ở bản Mocha Pro này thì các bạn chỉ cần kích vào cái biểu tượng 500 này. Đó, và các bạn có thể kích vào đây và tạo nút và tự động nó hít theo. Đó, đã thấy không? Cái tiến trình của mình nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Đến khi mà đến giao lộ thì nó sẽ gặp lại và nó sẽ tạo cái map cho mình. Đây, ví dụ như thế này. Đó, thì nó sẽ có hệ thống nút rất là nhanh cho tiện cho mình quản lý. Rồi. Và cái vùng đó là cái điểm mới mình tiếp tục phân tích nữa. Cái điểm mới nữa thứ hai là phần check motion này nè. Các bạn quan sát nha. Với cái bản Mocha 5.6 á thì nó sẽ nằm ở đây, motion nằm dưới đây. Một check nè. Motion nằm dưới đây. Có nghĩa là mình không bàn cãi, nếu như chuyển về chế độ là classic thì mọi thứ nó như cũ và check nó đều có nằm dưới đây hết. Đúng chưa? Nhưng mà nếu các bạn chuyển qua một cái khung làm việc mới Essentino thì đây là cái vùng làm việc check motion nè. Đó. Ví dụ mình muốn như thế này. Mình muốn vẽ một cái hình vuông trên cái áo của nhân vật này và mình sẽ tiến hành chắc.
Thì đây là những thông số, ví dụ transition là dịch chuyển qua trái qua phải nè, scale là to nhỏ nè, rotation là cái độ xoay trong không gian, velocity là độ méo như thế đó, scale đó. Thì các bạn chắc thì thay vì nếu như mình chuyển vào chế độ là classic thì mình làm việc bình thường như bên kia, mình chắc ở đây. Thì còn nếu mình chuyển vào chế độ essential thì mình sẽ làm việc ở đây. Đó, bạn thấy không? Cái map của mình nó sẽ ăn theo cái phần đây. Đó. Thì nó làm cho cái giao diện làm việc của mình nó thoải mái hơn rất là nhiều. Rồi, với lại cái phần timeline này nó bự, còn cái timeline bên Mojang 5.6 thì nó nhỏ, nó có sự thay đổi chút xíu như vậy. Rồi, sau khi mình chắc xong thì đây là cái phần bật lưới này, bật về lưới. Đó, nó cũng giống như bên kia, thay vì ở bên 5.6 bên bản cũ các bạn hồi kích vào đây hoặc là kích vào lưới này, thì bên này cái phần đó nó được cải thiện là nó sẽ làm hai chỗ, một chỗ trên này, một chỗ trên này, đúng chưa? Nó giống nhau như vậy. Thì cái vùng làm việc nó rồi. Một cái điểm nữa đó là khi chúng ta muốn xuất cái map này qua bên AfterEffects thì các bạn phải chọn export sharp, đúng không? Mới chọn là Mojang sharp, nó cũng giống tương tự bên kia. Ở bản 5.6 thì các bạn chọn là export sharp. Rồi, thì nó cũng chọn như thế này, các bạn giống nhau hết. Bên này cũng các bạn giống nhau, và qua bên AfterEffects các bạn chỉ việc là edit và bay một trà thôi. Đó, thì nó cũng vẫn chuyển qua y chang hết chứ không có gì là khác. Thì cái mình đánh giá là cái bản 2019 Pro nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi giao diện rất là nhanh. Thứ hai nữa là về cấu trúc thì nó làm chúng ta dễ quan sát hơn. Và làm tất nhiên những bản cải tiến thì nó sẽ đều có ích cho chúng ta. Và thứ ba nữa là về không gian làm việc thì nó sẽ cải thiện hơn với nhiều tính năng. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thử về cái chế độ Victor. Trong chế độ bự nhất thì chúng ta không có làm việc được, không có làm việc được quá nhiều. Rotor thì chúng ta cũng không có xuất được tín hiệu. Như vậy thì các bạn có thể lựa chọn cái chế độ là Essential và Classic để làm việc. Mình thì mình sẽ ưng cái chế độ này hơn. Đây là những cái tính năng mới của Mojang Pro giúp. Ngoài ra các bạn có thể lên trang chủ của Mojang Pro để biết được những cái hiệu suất công năng mà chúng ta sử dụng hệ cái GPU như thế nào. Thì với tính năng này thì mình nghĩ là Mojang Pro có bước cải tiến rất là đáng kể, giúp cho chúng ta những người làm cái sao có sử dụng Mojang thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, đúng không? Đó, cơ bản là những tính năng này thì tí nữa các bạn nào thích cái bản Mojang Pro 2019 này muốn cập nhật thì mình sẽ để cái phần cái phiên bản đào nằm ở phía dưới phần mô tả, các bạn chỉ cần kích vào đó và tải về thôi, đúng không? Rồi, đến đây thì mình xin kết thúc cái bài về những điểm mới trong bản Mojang Pro 2019 để các bạn làm và các bạn cải thiện thêm, và các bạn có thể tự rút ra những cái kinh nghiệm mới cho mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất các bạn và đừng quên là lên kênh YouTube của mình, nhấn subscribe để gọi cho Uyên Thành. Các bạn học kỹ xảo, các bạn có thể nhấn subscribe để theo dõi những cái bài mới nhất của mình. Thì trên kênh của mình thì chủ yếu là những cái sản phẩm của mình làm và những cái video kinh nghiệm chia sẻ để các bạn có thể tiếp cận được với lĩnh vực mà các bạn đam mê, đó là kỹ xảo điện ảnh. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngoài ra các bạn có thể vào trong web unthanh.com để mà cập nhật những cái tin tức hoặc là những cái bài hướng dẫn học kỹ xảo mình sẽ update lên trên này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mọi thông tin thắc mắc thì các bạn có thể gọi điện cho mình hoặc là lên trên Facebook nhắn tin cho mình, hoặc là có thể bình luận ngay dưới trên dưới video. Và đừng quên là trong cái bài này cái link về mình sẽ cung cấp cho các bạn cái link của phần plugin Mojang Pro và cái link của phần mềm Mojang Pro một cách miễn phí. Các bạn như bằng kích cho một download thôi nha. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.